Hello mọi người, xin chào cả nhà. Vậy là hôm nay chúng ta đã nhìn được một cái con sóng được đẩy lên rất nhiều. Hôm nay các cái tin tức mà nói về Bitcoin, rất nhiều ông chủ tham gia vào Bitcoin, rất nhiều các cái diễn đàn nói rằng là cho cung cấp cái yếu tố thanh toán cho Bitcoin khiến cho giá được đẩy lên. Hôm qua cái khung breakout nó đã phá lên, đúng không ạ? Nó phá được trên vùng 50 và bây giờ đang ở vùng 54, đúng không ạ? Và hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục bàn về Bitcoin và phân tích một số các yếu tố kỹ thuật để cho chúng ta nhìn thấy các cái hiệu ứng của Bitcoin lúc này. Trước khi vào thì chúng tôi cũng chia sẻ với mọi người có thể các cái chủng của DOT, đúng không ạ? Các cái chủng của hệ sinh thái DOT này, chúng ta cũng có thể tích cực tham gia một số các cái chủng về IDO. Như chúng ta đã biết thì chúng ta có thể vào cái jcoin.vn để chúng ta biết được 2021 cố gắng trúng coin của IDO sau khi vận hành từ ICO, STO và IEO. Thì IDO cũng là một trong những cái trường phái được quan tâm lúc này. Tuy nhiên, cái việc bơm thổi và đẩy giá lên, chúng ta đều phải phân tích Bitcoin và Ethereum để chúng ta xem được cái vốn hóa của thị trường trong coin market cap. Và bây giờ chúng ta xem cái coin market cap nó được đẩy lên bao nhiêu nghìn tỷ rồi. Và chúng ta đã nhìn thấy là lại quay trở lại cái mốc mà hôm 60.000 nó đã đạt ở mốc 1.666 tỷ rồi, đúng không ạ? Vậy là dòng tiền bắt đầu đang bơm vào. Hôm qua gói 1.900 tỷ được bơm vào, cho nên là hôm nay là chúng ta thấy được tiền nó đổ bớt sang bên Bitcoin, đúng không ạ? Chúng ta chưa nói về chứng khoán hay là các cái đơn đặt hàng lâu bền của thị trường Mỹ, thì chúng ta thấy được nó đã đổ vào thị trường Bitcoin và CoinMarketCap nó đã đẩy lên 1.668. Chúng ta quay trở lại là các dạng là IDO, và chúng ta để ý đến cái coin đó là DOT, đúng không ạ? Một số các hệ sinh thái của DOT thì chúng ta cũng có thể vào jcoin.vn để chúng ta xem một số các cái trường phái đó. Cũng giống như là chứng khoán, chúng ta đánh các mã chứng khoán thì chúng ta cũng để ý đến VN Index hoặc là một số các cái blue chip. Thì bây giờ tôi lại tiếp tục quay lại với một bạn trong cái phòng kỹ thuật của Gen Team, Gen View đưa ra cho chúng ta các cái quan điểm để chúng ta xem xét được yếu tố Bitcoin đã test ở các mốc 54 và liệu nó có chạy lên các cái vùng cao như vùng 58. Xin mời Giang triển khai đưa ra các cái thông tin view của chúng ta xem sao. Theo em thì ngày hôm nay thì Bitcoin đã vượt lên cái mốc 52.000. Giống như mọi em nói nhỉ. Và cái việc của nó là thứ nhất bây giờ nó phải quay lại test cái vùng 52.000 này. Nó sẽ trở nên là cái, có nghĩa là nó chuyển cái mức này từ kháng cự trở thành cái mức hỗ trợ. Thì lúc đấy thì cái giá khả năng sẽ đẩy lên cao hơn. Hoặc bây giờ giá có thể là đẩy lên trực tiếp cái vùng là 55.000 này luôn. Đấy, sau đó là quay lại test, thì lúc đấy thì cái con sóng tăng này nó mới bền vững được, nó trở nên bền vững được. Các cây nến xung lực của nó rút chân và cây nến trắng nó rất là đặc, khiến cho xung lực nó lên. Được cổ vũ bởi cái nguồn tiền từ 1.900 tỷ nó bơm sang coin market cap bây giờ đang 1.600 tỷ rồi. Vậy thì em đánh giá thế nào khi cái xung lực lúc này? Thì hiện tại thì bây giờ là nhất là chỉ số của đô la index đang là gặp ở những cái ngưỡng cản, là cái đà tăng của đô la index nó sẽ giảm, cũng như là cái lợi tức trái phiếu nó cũng đang gặp ở những cái ngưỡng cản. Thì từ đó nó sẽ ủng hộ cho việc tăng giá của Bitcoin. Và thứ hai nữa là các công ty lớn như kiểu là Tesla này, hay Micro này, hay một công ty mới của Trung Quốc là hôm nay đã mua khoảng 40 triệu đô la để mua Bitcoin. Đó là những thông tin rất tích cực để ủng hộ cái đà tăng của Bitcoin. Đấy. Thì theo em thì view dài hạn của chúng ta vẫn là ấy thôi, mua đây, mua Bitcoin thôi. Sự điều chỉnh của các cái vùng điều chỉnh khi là kênh lên, giá sẽ chạm ở các cái giải Bollinger Band giữa cũng như là tạo ra các cái điểm mua ở vùng điều chỉnh. Hôm nay thì có những cái bài báo rất là hay của VN Express đưa ra, một đó là cái tỷ phú đứng thứ nhì thế giới của đứng thứ nhì của Na Uy, đúng không ạ, mua thêm Bitcoin. Một số hãng ô tô điện của Trung Quốc cũng cho thu mua Bitcoin, và trong cái trạng thái thu mua Bitcoin cũng như là bơm thổi ở các cái môi trường giống như là trao đổi hàng hóa, giống như Tesla, đúng không ạ? Họ đang cổ phí cho việc đạt tăng. Nhưng tôi nghĩ rằng là khi mà có rất nhiều đơn vị họ mua như vậy thì chắc chắn là gì ạ? Họ lấy đó làm sự quy đổi nhiều hơn. Tuy nhiên là liệu có cái trạng thái rủi ro trong cái việc xả hàng hay không trong lúc này? Ở yếu tố kỹ thuật thì chúng ta lên rồi, nhưng ở yếu tố tâm lý và ở yếu tố về
các cái trạng thái mà khi mà đã toàn bộ đã có cái tin như vậy thì liệu nó có cái đợt xả hàng hay không, thì theo em có đánh giá gì? Theo em thì xả hàng thì chắc chắn là nó sẽ có rồi, đặc biệt là xả như ví dụ như kiểu là ở mốc 5 năm này, trong khi là mà lên 5 năm hoặc là 58 nó sẽ xả bớt đi một ít, nó chốt bớt lời và nó tiếp tục nó gồng lên, nó tiếp tục gồng lên để tương lai là mốc 60, trước mắt là 60, có thể là 100.000, tương lai của Bitcoin. Tương lai là 60 và vẫn đi theo các cái chu kỳ của năm 55, 60 và tương lai vẫn là 100.000. Thế thì trong cái trạng thái của Bitcoin trong cái thời gian vừa qua đấy, thì em thấy rất nhiều các tỷ phú mua có mốc 45, 46, sau đó xuống về, nó xuống về thậm chí là cái cách đây vài hôm khi mà mua ở các cái trạng thái 45, 46, đó, các cái trạng thái 45, 46 nó đã bơm được lên. Đó, bơm được lên vùng 49 xong lại sập, bơm vùng 52 xong lại sập, vừa về vùng 47, tức là chưa thể bơm nổi, tức là một số các tỷ phú giống như các cá mập ấy, nó đẩy được cái số Bitcoin lên, đúng không ạ? Và liệu rằng là khi người ta mua ở cái mốc 54 này, chắc chắn là đội cá mập nó phải để gồng lời rồi, đúng không ạ? Nó gồng lời và nó sẽ bơm tiếp lên. Vậy thì trong cái quá trình mà chúng ta nhìn thấy nguồn cung của tiền thì dồi dào, đúng không ạ? Các yếu tố về đầu tư nó bao gồm chứng khoán, bất động sản, hàng hóa phái sinh, đúng không ạ? Các cái vấn đề an ninh lương thực như là ngô, khô, đậu tương thì nó có thêm một cái kênh của Bitcoin. Nhưng hiện tại cái vốn hóa của cái dòng tiền điện tử nó là một trong những cái nơi mà ít nhất khiến cho họ có thể làm là giá tốt hơn, đúng không ạ? Do vậy là nó có thể bơm thổi trong thị trường này. Vậy thì đây là một trong những cái trường phái để chúng ta theo dõi cái view mà trong chaincoin.vn để chúng ta xem được cái việc mà tôi đánh giá ở trong CoinMarketCap nó có thể bơm đến trên 2.000 tỷ trong cái thời gian ngắn ở đây, đúng không ạ? Tuy nhiên ở cái khía cạnh là đầu tư chúng ta cũng phải cảnh giác, bởi vì sẽ có những cái cú xả hàng bất ngờ để chúng ta thấy được sự xoay chuyển về tình hình khi mà giá bị xả hàng, khiến cho những người như là chúng ta vốn rất là nhỏ, khiến cho chúng ta có thể bị mất tiền. Tuy nhiên ở trạng thái mà trong cái kênh lên thì thường người ta chọn các cái điểm điều chỉnh để mua vào thay vì để chọn đỉnh để bán ra, đúng không ạ? Mà Bit nó biến động như vậy, thế thì đây là những cái yếu tố. Vậy anh có thể cho những cái điểm để chúng ta mua vào khi mà chúng ta có các trạng thái không? Chúng ta thường mua ở các vùng nào? Cái điểm đầu tiên, cái đẹp nhất bây giờ là vẫn là cái ở cái vùng này, cái vùng đỉnh cũ này, năm 2000 là vùng đẹp nhất có thể mua vào, hoặc là 49.000. Đây là một trong hai vùng đẹp, bởi vì là thứ nhất là nó đang được ủng hộ bởi cái trend tăng giá này. Đây, nó đang được ủng hộ bởi cái trend tăng giá này. Ok. Thì khi mà giá ngồi về trend này thì hy vọng cái trend này vẫn đỡ được giá và đẩy lên. Ok. Vậy thì Bitcoin cũng là một dạng blue chip để cân thị trường cũng như là đưa ra các vốn hóa. Trong trường hợp lúc này ICO cũng như là IDO có thể đưa ra rất nhiều các cái coin, trong đó các cái trạng thái của hệ sinh thái DOT, đúng không ạ, và các cái Binance Lite, đúng không ạ, rất nhiều các cái hàng, đúng không ạ. Tôi vẫn đưa ra các mã như Sora, Hybrid DX, Hop, đúng không ạ, PKDOT, đúng không ạ, rất nhiều các cái mã thì chúng ta có thể vào các cái chủng mà chúng ta tìm hiểu ở trong chaincoin.vn. Thì trên đây là một cái phân tích của view của Gen để hy vọng chúng ta có được cái hướng để chúng ta theo dõi các cái coin khác đi lên. Và xin được cảm ơn mọi người và xin cảm ơn đội GenView. Mọi thông tin chi tiết chúng ta có thể theo dõi các cái link ở dưới video này để chúng ta có thể kết nối với lại Gen với các cái quy trình về No Loss System. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.